Bố cũng đã có lời với chú Trung rồi, nên mình sẽ được ưu tiên mọi thứ ở đây, như là đồ ăn thức uống này, rồi địa điểm. Anh thấy ở đây cũng thoáng mát đẹp đấy, em thấy thế nào? Vâng, em sao cũng được, tùy anh. Hôm nay anh thấy em cứ lơ đễnh thế nào, thế có việc gì à? Dạ không, tại vì chỗ này bố em cũng đã quyết rồi, mình đi để cho biết thôi, chứ có làm được gì đâu. Nói quyết là quyết về địa điểm thôi, chứ còn về ý tưởng tổ chức thế nào thì là đều do ý em hết mà. Em Nhi này, nếu có gì không ổn thì phải nói với anh nhé. Nhi này, từ giờ em sẽ không ở một mình nữa, sẽ luôn có anh ở đây, mãi ở đây. Anh, em sợ. Em sợ điều gì? Em không biết nữa. Em sợ mình sẽ là một người vợ không tốt. Em không biết nấu ăn, rửa bát còn hay bị vỡ nữa. Với em sợ cả việc mình phải sinh con. Em đã từng chứng kiến mẹ phải khổ sở sinh con trai như thế nào, nên em... Ngốc à? Em sợ nhiều như thế thì làm gì còn thời gian để mà yêu anh nữa. Nhưng mà gặp họ hàng nhà anh, em còn sợ gấp trăm lần. Anh thấy không, mẹ không hề thích cho các con ra ở riêng, còn em thì... Nhi, nghe anh nói này, người em sống cùng cả đời này sẽ là anh. Em đừng lo sợ về mẹ hay bất cứ ai khác, vì họ chỉ muốn mình hạnh phúc thôi mà. Anh sẽ không bắt em nấu cơm, bởi vì anh sẽ nấu cho em cả đời. Ăn đến khi nào béo quay ra thì thôi. Anh cũng không bắt em phải dọn nhà. Em hãy dành thời gian túi bụi dọn nhà ấy, để mà yêu anh như này. Còn về việc sinh con, anh cũng chưa vội việc có con đâu. Em hãy sinh con khi nào em thực sự thấy sẵn sàng. Bao lâu anh cũng có thể đợi được. Bánh của anh đây. Cảm ơn em. Cà phê quá ngon, bánh thì quá ngọt, còn bà chủ thì rất là chu đáo. Bảo sao anh không thể uống quán cà phê khác được. Sáng nay Nhi có đến tìm em, nhưng mà em có việc bận nên cả hai chưa gặp được nhau anh ạ. Hình như nó có một cái dự án gì đó liên quan đến cà phê. Thấy cô nàng khoe là đã học được cách pha cà phê ở nước ngoài, nhưng mà nó đã pha cho bố nó được cốc cà phê nào đâu. Em này. Dạ. Hay nhân dịp này em tự làm thân với nó xem. Đi hai vòng mới gặp được bà chủ. Ơ bố, con tưởng giờ này bố phải ở công ty chứ. Đây là quán cà phê thân quen của bố mà. Với lại phải một tiếng nữa bố mới có cuộc họp kia. Nhi uống gì để chị đi pha nhá. Thôi em không uống đâu, cà phê chỗ chị pha chán lắm. Ơ con bé này, đã uống đâu mà chê. Đây, vậy thì ăn bánh đi, bánh ngon lắm. Con nói thật mà, làm sao mà bàn cà phê ngày xưa mày hay pha. Cô chỉ nói phét. Cái hồi đó cô 9-10 tuổi, ai cho phép cô uống? Thì đâu có ai cho con uống đâu, là con tự uống trộm của mẹ đấy. À.